Chào mừng các em đến với tiết học bài 2, làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình. Cô là giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Thới Hòa. Nội dung có 3 phần gồm ngôn ngữ lập trình là gì, từ khóa và tên, cuối cùng là cấu trúc chung của chương trình. Trước khi đi vào phần đầu tiên, cô muốn hỏi các em, để chúng ta có thể giao tiếp với người nước ngoài, chúng ta cần ngôn ngữ gì? Để có thể giao tiếp với người nước ngoài, chúng ta cần ngôn ngữ chung là tiếng Anh. Vậy, chúng ta muốn điều khiển máy tính làm việc, chúng ta cần phải biết ngôn ngữ lập trình để viết các chương trình máy tính, ra lệnh máy tính làm việc. Vậy ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Gồm bảng chữ cái và các quy tắc để viết câu lệnh. Chúng ta qua phần 2, từ khóa và tên. Từ khóa là từ dành riêng, không được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. Do ngôn ngữ lập trình quy định. Ví dụ, program dùng để khai báo tên chương trình, view dùng để khai báo thư viện, begin và end là từ khóa dùng để khai báo bắt đầu phần thân và kết thúc của chương trình. Tên được sử dụng theo mục đích của người lập trình, do người lập trình quy định. Ví dụ, điểm trung bình. Chúng ta tìm hiểu quy tắc đặt tên. Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau. Tên không trùng với từ khóa. Tên không bắt đầu bằng chữ số. Tên không chứa khoảng trống hoặc gạch nói. Tên không chứa các ký tự đặc biệt. Dựa vào khái niệm cùng với các quy tắc đặt tên, em hãy cho biết các tên sau có hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm đáp án của bài tập này. A. Đúng. Tam giác viết liền. Đúng. 8A. Sai. Do có số đứng đầu. Chúng ta sửa lại là A8. Tam giác có khoảng trắng. Sai. Do tên không có chứa khoảng trắng. Chúng ta sửa lại là 8. Chiếc gạch giác. Begin program. Viết liền. Đúng. Vì sao nó đúng? Nếu chỉ có begin, bắt đầu phần thân chương trình, hoặc program, khai báo tên chương trình thì không được, vì cả hai đều là từ khóa. Hoặc begin program có khoảng cách cũng không được, vì tên không có chứa khoảng trắng. Nhưng ở đây là viết liền nên nó là một cái tên đúng. And sai. Do and là từ khóa. Chúng ta sửa lại là kết thúc. B1. Đúng. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cấu trúc chung của chương trình. Gồm phần khai báo, gồm có các câu lệnh dùng để khai báo tên chương trình, khai báo thư viện. Phần thân, phần bắt buộc phải có, gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Lưu ý, phần khai báo luôn nằm phía trên phần thân chương trình. Phần thân chương trình bắt đầu bằng từ khóa begin và kết thúc bằng từ khóa end. Dựa vào những kiến thức các em vừa tiếp thu, hãy cho cô biết các chương trình sau có hợp lệ không? Tại sao? Sau đây chúng ta cần đi tìm đáp án cho phần bài tập này. Chương trình 1. Đúng, vì phần thân chương trình bắt buộc phải có. Chương trình 2. Sai,
Do trong phần thân lại chứa phần khai báo nên sai. Phần khai báo luôn nằm ở phía trên phần thân chương trình. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu bài 3, chương trình máy tính và dữ liệu. Nội dung bài học gồm dữ liệu và kiểu dữ liệu, các phép toán với dữ liệu kiểu số, các phép so sánh, củng cố kiến thức. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, chúng ta có các dữ liệu, tên kiểu dữ liệu cùng với phạm vi giá trị tương ứng như sau. Số nguyên gồm có byte hoặc là integer, với byte nằm trong khoảng từ 0 cho đến 255. Integer thì từ trừ 32.768 đến 32.767. Với kiểu dữ liệu integer này, các em có thể hiểu như là số nguyên tập hợp Z trong toán học. Số thật với kiểu dữ liệu real, phạm vi giá trị của nó giống với số thật tập hợp R trong toán học. Ký tự tra chỉ chứa một ký tự. Chuỗi sâu string là một dãy các ký tự, tối đa 255 ký tự. Chúng ta qua phần ví dụ. Các em quan sát ba câu ví dụ sau đây, để ý những dữ liệu màu xanh, xem các dữ liệu này thuộc kiểu dữ liệu nào. Sĩ số lớp 81 là 39. 39 là số nguyên thuộc kiểu dữ liệu số nguyên. Bạn Dung cao 1.50m. 1.50 là số hợp phân trong toán học, cũng là số thật trong tinh học, nên thuộc kiểu là số thật. Chào các bạn, hello, nằm trong cặp dấu nháy đơn là kiểu sâu, ký tự. Dựa vào kiến thức đã tiếp thu về các dữ liệu trong ngôn ngữ Pascal, cùng với ví dụ ở trên, em hãy phân loại các kiểu dữ liệu trong bảng sau. Nào, chúng ta cùng đi tìm đáp án. 54.231 là kiểu số nguyên. Cũng 54.231 nhưng nằm trong cặp dấu nháy đơn là kiểu sâu. 142.34 là kiểu số thật. 8A nằm trong cặp dấu nháy đơn là kiểu sâu. Trừ 346 là kiểu số nguyên. Tương tự, chúng ta có các đáp án sau đây. Các em hãy cho biết trong toán học chúng ta có các phép toán nào? Trong toán học chúng ta có các phép toán cộng trừ nhân chia. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal cũng có các phép toán đó, nhưng có khác nhau chút về ký hiệu. Đó là phép nhân, ký hiệu là dấu sao. Phép chia, ký hiệu là dấu xuyệt. Ngoài ra, phép toán trong ngôn ngữ lập trình còn có phép chia lấy phần nguyên, dis, chia lấy phần dư, mod. Đặc biệt lưu ý, phép toán dis và mod chỉ áp dụng cho số nguyên, nghĩa là kết quả của phép chia dis và mod là số nguyên. Phép toán chia luôn trả về kết quả là kiểu số thật. Biểu thức toán trong ngôn ngữ lập trình chỉ dùng dấu mặt đơn. Sau đây các em tìm hiểu hai ví dụ sau. Ví dụ 1. 13 chia 4 được 3 dư 1. Chia lấy dư 13 mod 4 bằng 1. Chia lấy nguyên 13 dis 4 bằng 3. 25 chia 5 bằng 5. 23 chia 5 bằng 4.6. Cùng là kết quả của phép chia, nhưng có hai kiểu dữ liệu khác nhau. Để thống nhất, người ta quy ước kết quả của phép chia luôn là số thật,
nên 25 chia 5 bằng 5.0. Dựa vào hai ví dụ trên, em hãy cho biết kết quả của các phép toán sau. Em hãy so sánh đáp án em vừa làm cùng với đáp án của cô, xem mình sai ở đâu để chú ý hơn. Chúng ta qua ví dụ 3. Dựa vào các phép toán cùng với ký hiệu trong ngôn ngữ lập trình, các em hãy chuyển biểu thức toán sau đây thành biểu thức trong Pascal. Các em luôn nhớ phép toán nhân, chia trong toán học, chúng ta dùng các ký hiệu dấu sao, dấu xuyệt trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Nên ở đây câu A chúng ta có đáp án. Tương tự câu B, chúng ta có phân số. Phân số trong toán học cũng là phép chia trong ngôn ngữ lập trình Pascal, nên chúng ta có đáp án. Lũy thừa bao nhiêu lần, nghĩa là chúng ta nhân số đó bấy nhiêu lần, nên chúng ta có đáp án. Các em hãy cho biết trong toán học có các phép toán so sánh nào? Đó là các phép bằng, khác, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Tương tự như vậy, trong ngôn ngữ lập trình cũng có các phép toán so sánh cùng với các ký hiệu. Lưu ý kết quả của phép so sánh chỉ có đúng, true hoặc sai, false. Các em quan sát các ví dụ sau đây. 5 lớn hơn 10, sai. 5 nhỏ hơn bằng 10, đúng. 10 cộng x khác 15, để 10 cộng x khác 15, vậy x này phải khác 5. Ở đây chúng ta sẽ có hai hướng đáp án. Sai khi x sẽ bằng 5, vì lúc này 10 cộng 5 sẽ bằng 15 thì không thể nào là khác 15 được. Đúng khi x khác 5. Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, cô và các em cùng điểm lại những kiến thức cần nắm. Thứ nhất, từ khóa là từ dành riêng do ngôn ngữ lập trình quy định. Ở đây chúng ta có các từ khóa. Program, từ khóa dùng để khai báo tên chương trình. View, từ khóa dùng để khai báo thư viện. Begin, từ khóa dùng để thông báo bắt đầu phần thân chương trình. And, từ khóa dùng để thông báo kết thúc phần thân chương trình. Thứ hai, tên là do người dùng đặt. Cần tránh đặt tên trùng với từ khóa, không có số đứng đầu, không chứa ký tự đặc biệt, không có khoảng trắng hay gạch nối. Ở đây chúng ta có các tên. KT15 là tên chương trình, CRT là tên thư viện. Thứ ba, dữ liệu trong Pascal gồm có dữ liệu chuỗi và dữ liệu số. Dữ liệu chuỗi phải đặt trong cặp dấu nháy đơn. Trong dữ liệu số, chúng ta có các phép so sánh, các phép toán cộng trừ nhân chia, chia lấy phần nguyên dis, chia lấy phần dư mod. Sau đây chúng ta có đáp án của chương trình. Sau khi chúng ta đã củng cố kiến thức, các em ghi chép phần bài tập về nhà.
Xin cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.